Thưa quý vị, thêm một sự mất mát nữa cho nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, nhạc sĩ với nhiều bản nhạc nổi tiếng, đã qua đời sau 3 tuần nằm trong phòng điều trị cách ly. Ông ra đi vào trưa ngày hôm nay, 14 tháng 4, hưởng thọ 76 tuổi. Buồn ơi, ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, chúng ta đang nghe lại giai điệu của bài hát Buồn ơi chào mi của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Trước đó vào ngày 20 tháng 3, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín đã phải vào bệnh viện Hoàn Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Ông bị bệnh về đường hô hấp kèm suy thận, suy tim khiến sức khỏe giảm sút trong nhiều năm nay. Lúc này, nam nhạc sĩ nửa tỉnh nửa mê. Sau khi hồi tỉnh, gia đình chuyển ông sang bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Tại đây, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín được phẫu thuật và nằm trong phòng cách ly. Con trai của nhạc sĩ cho biết khi hồi tỉnh, ông còn đòi nghe nhạc và thèm ăn cháo. Vâng, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín từng chia sẻ là ông bị căn bệnh nghẹt mũi và hen suyễn mãn tính do ông hút thuốc quá nhiều. Và những năm gần đây thì sức khỏe của ông bị yếu hẳn, ông luôn phải mang theo ống xịt để có thể hỗ trợ hô hấp. Tuy sức khỏe không còn được như trước, song vị nhạc sĩ đáng kính thì vẫn giữ niềm đam mê với âm nhạc. Ông tâm sự là chỉ cần ngồi trước cây đàn piano là bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến hết. Và lúc nào thì ông cũng sẵn sàng lên sân khấu với linh hồn của mình. Vâng, và có thể nói là nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín thì khán giả yêu nhạc sẽ nhớ đến người nhạc sĩ già trầm tư. Ông sẽ vẫn chọn cây đàn piano và con đường âm nhạc mà ông đã gắn bó trọn vẹn cả cuộc đời. Lặng lẽ khiêm nhường, những bài hát của ông đã trở thành chốn nương thân của những tâm hồn cô đơn. Bởi ai đã nghe nhạc Nguyễn Ánh Chín sẽ không thôi day dứt với nỗi buồn trong âm nhạc của ông. Ông nói đó là một thế giới riêng trong tâm tưởng của người nghệ sĩ. Một thế giới mà ở đó thì không ai có thể chạm tới, và ông trút nó vào âm nhạc. Và ngày hôm nay, tiếng dương cầm của ông đã tắt, nhưng nó sẽ vẫn không thôi da diết, khắc sâu vào trái tim người yêu nhạc. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1940 tại tỉnh Phan Giang, Việt Nam. Ông là út trong một gia đình khá giả, có 3 người con. Cơn cớ của những nỗi buồn trong âm nhạc của ông bắt đầu từ câu chuyện tình mà giờ đây chỉ còn trong tâm tưởng. Ngày đó, chàng trai Nguyễn Ánh Chín, 17 tuổi, mê say cây đàn piano. Dù được học ở trường Tây từ nhỏ, nhưng ông nhận ra rằng cuộc đời mình chẳng liên quan gì đến những con số, những tính toán. Ông mê đàn, không có đàn thì vẽ khung nhạc lên giấy và gõ tay theo từng nốt nhạc. Mặc dù không được sự ủng hộ của gia đình, song ông vẫn kiên quyết chọn âm nhạc làm hướng đi của mình. Ông không ngần ngại lựa chọn âm nhạc bởi ông hiểu âm nhạc là cuộc đời. Những năm tháng lang bạt ở các phòng trà Sài Gòn, vừa làm thuê kiếm sống, vừa mày mò học đàn, cũng từ phòng trà này bắt đầu cho cuộc hội ngộ tri âm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly. Một cuộc hội ngộ để lại nhiều hạnh phúc nhưng cũng không ít phiền muộn trong cuộc đời ông. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín viết không nhiều, chỉ vài ba chục bài. Mỗi bài hát của ông đều gắn liền với một kỷ niệm, những mất mát đổ vỡ. Đôi khi đó là câu chuyện tình của người bạn thân. Ông viết với một cách xác tín rằng những gì từ trái tim sẽ đến với trái tim. Âm nhạc của ông được yêu thích bởi chất tình và nỗi buồn man mát thấu tận tâm can. Cho đến những ngày cuối đời, sức khỏe không tốt, nhưng hàng đêm ông vẫn chơi đàn ở một khách sạn lớn ở Sài Gòn hay lọ mọ đàn cho các ca sĩ hát. Không phải để mưu sinh như nhiều người nghĩ, ông chơi đàn như một cách để tận hưởng niềm hạnh phúc của mình. Bởi nếu không có nó, cuộc sống của ông sẽ vô nghĩa.
Vâng, có lẽ chưa năm nào mà chúng ta phải chứng kiến nhiều tin buồn, nhiều sự ra đi của những tài năng âm nhạc của nền âm nhạc Việt Nam như là năm nay. Mới đây thì chúng ta chứng kiến sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Tùng, rồi sau đó là nhạc sĩ Trần Lập và bây giờ là Nguyễn Ánh Chín. Và chắc hẳn là những ai yêu thích âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín đều sẽ không khỏi đau lòng khi nghe về thông tin này. Và sau đây sẽ là ghi nhanh của phóng viên Chào Buổi Tối về những cảm nhận của những người hâm mộ khi mà nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín qua đời. Thật là về Nguyễn Ánh Chín ấy thì bọn mình cái tầm như bọn mình là biết ông từ lâu lắm rồi. Thì Nguyễn Ánh Chín là một trong những nhạc sĩ rất gạo cội, mà khi nghe mà ông qua đời thì đương nhiên là cái cảm xúc là cái tiếc thương bao giờ cũng nhớ. Vì trong tất cả các quán karaoke này, rồi các cái phòng trà thì hầu như ai cũng hát là cái Nguyễn Ánh Chín. Rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ hát bài của Nguyễn Ánh Chín. Thấy rất là bất ngờ, tại vì em có theo dõi thì đến cuối năm 2015 vừa rồi bác vẫn đi đệm đàn cho cô Khánh Ly hát. Nên khi biết tin bác mất rất là bất ngờ, rất là buồn. Trong khi em rất là yêu thích nhạc của bác, những cái ca khúc mà bác sáng tác á, em cảm giác giống như sáng tác cho mình vậy đó khi mà em hát á. Khi mà đối với những người thân trong gia đình rất là yêu quý cái dòng nhạc của bác thì em gọi về cho mẹ em ngay, thì mẹ em nói là mẹ biết tin thì mẹ cũng buồn, tại vì mẹ đã từng nghe nhạc này rất là nhiều. Em thấy đây là một sự mất mát rất là lớn đối với nền âm nhạc nước nhà. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình thì nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín sáng tác không nhiều, khoảng 30 ca khúc, nhưng hầu hết các ca khúc của ông đều nằm lòng với bạn yêu nhạc nhiều thế hệ như Không, Tình Yêu Đến Trong Dã Từ, Bơ Vơ, Cô Đơn, Buồn Ơi Chào Mi hay là Biệt Khúc. Trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Ánh Chín thì không có giọng ca gắn liền với âm nhạc của ông. Những ca khúc do ông viết được nhiều ca sĩ thể hiện với rất nhiều những phong cách khác nhau. Vâng, còn một điểm nữa mà chắc hẳn những người hâm mộ nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín đều thắc mắc, đó là nghệ danh Nguyễn Ánh Chín. Trong đó thì số 9 là viết bằng số chứ không phải là viết bằng chữ. Thì trong một lần trả lời phỏng vấn thì nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín đã tiết lộ rằng là nghệ danh Nguyễn Ánh Chín là do người yêu đầu tiên của ông đặt cho. Khi ông viết những bản nhạc đầu tiên lấy tên thật là Nguyễn Đình Ánh thì quá dài, mà viết là Nguyễn Ánh thì lại trùng với tên của vua Gia Long. Bởi vậy mà cô người yêu mới bảo là chữ Nguyễn Ánh thì có 9 ký tự, mà số 9 theo quan niệm phương Đông là số may mắn. Bởi vậy nên ông mới lấy bút danh là Nguyễn Ánh Chín. Dẫu biết rằng là sinh lão bệnh tử, nhưng sự ra đi của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín là niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè đồng nghiệp và những người hâm mộ, và đặc biệt là cho nền âm nhạc của Việt Nam.